Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, trong lúc mình đang hỗ trợ cho thầy Hùng để phong ấn lại ngôi mộ bên trong căn phòng bí ẩn, thì đột nhiên sau khi mình vừa làm phép lá phù đưa vào bên trong cho thầy Hùng, thì có một linh hồn ma nữ xuất hiện mọi người. Và mình không biết là linh hồn đó đã dùng một cái thuật gì. Nó không phải là một thuật nhập xác nha mọi người. Vì mọi người biết trong người của mình hiện tại đang có kim ấn của thầy của mình ở Tây Ninh sơn cho mình. Thì không thể nào có chuyện một linh hồn bình thường có thể nhập xác vào bên trong người của mình được mọi người. Nhưng linh hồn đó đã dùng một cái thuật gì đó rất bí ẩn mọi người. Đột nhiên lúc đó mình không phải bị mất luôn cả lý trí nha mọi người. Mình vẫn nhìn thấy được, mình vẫn suy nghĩ được, nhưng mình không biết là mình đang làm điều gì mọi người ạ. Giống như là bị thôi miên vậy mọi người. Đột nhiên mình đi lại, mình tháo lá phù xuống và mình xé lá phù tan nát luôn mọi người. Sau khi mình xé lá phù xong thì linh hồn ma nữ đó cũng đã biến mất. Và sau đó thầy Hùng xuất hiện. Thầy Hùng có nói với mình một câu, thì mình nghĩ là thầy Hùng có biết về linh hồn ma nữ này. Thầy Hùng nói là cuối cùng bà ấy cũng đã ra tay rồi. Và sau đó thầy Hùng đã kêu mình là hãy đi về nhà đi, chuyện còn lại ở đây cứ để cho thầy Hùng lo mọi người. Và tối ngày hôm qua mình kể cho mọi người nghe một chuyện, là linh hồn quan sai đã xuất hiện lên và đã đưa ông Tý đi về địa ngục rồi mọi người. Lần trước thầy Hùng cũng đã có nói cho mình biết trước là ông Tý sẽ phải đi về địa ngục để làm chứng cho tội ác của ông thầy Trung. Và ngày hôm nay mình quyết định sẽ tìm cách để bắt cho bằng được cái linh hồn ma nữ này và hỏi bà ấy xem là những chuyện bà ấy đang làm với mục đích gì mọi người. Nhưng trước tiên mình cần phải hỏi thầy Hùng trước mọi người ạ. Và mình sẽ bắt bà ấy bằng cách nào? Mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, hiện tại mình đang ở bên trong am thờ. Mình đang đứng trước bài vị của thầy Hùng mọi người. Mình muốn kể cho thầy Hùng nghe về kế hoạch mình chuẩn bị làm để có thể bắt được cái linh hồn ma nữ đó mọi người. Do là mình chưa bao giờ đối mặt với linh hồn đó, cho nên mình không biết là khả năng của linh hồn ma nữ đó tới đâu. Cho nên mình cần phải hỏi ý kiến của thầy Hùng. Nếu như thầy Hùng đồng ý, mình mới có thể làm được mọi người ạ. Và mình muốn hỏi thầy Hùng về tung tích của linh hồn ma nữ đó, là linh hồn đó là ai mọi người ạ. Bây giờ xin phép tất cả mọi người, mình được bắt đầu thắp hương để tiến hành vào nghi thức giao tiếp với thầy Hùng nhé mọi người. Dạ thầy ơi, thầy có nghe những gì con nói không ạ? Thầy nghe đây con.
Dạ, ngày hôm nay con đứng trước bài vị của thầy. Con muốn hỏi ý kiến của thầy một vài việc. Thông qua cái chuyện mà mình gặp phải vừa rồi, thật sự đó là một sự cố ngoài ý muốn thầy ạ. À. Nhưng trước khi con nói về kế hoạch của con, thì con có một điều này muốn hỏi thầy. Vì sau khi sự việc vừa rồi xảy ra, con có nghe thầy nói một câu là bà ấy cũng đã ra tay rồi. Thì thầy làm ơn cho con hỏi, linh hồn của người phụ nữ đó là ai vậy thầy? Kể cả thầy cũng không biết bà ấy là ai sao? Thầy không biết bà ấy là ai? Vậy tại sao thầy lại biết bà ấy ra tay rồi? Thì ra là vậy. Hèn chi lần trước trong lúc con đang thực hiện cúng cho ông Lũ thì bà ấy khóc lên thầy ạ. À. Và ông Lũ quay qua nạt một cái, bà ấy im ru luôn thầy. Dạ không, bà ấy chỉ khóc thôi thầy. Bà ấy chỉ khóc thôi. Cái lần vừa rồi là cái lần nhìn thấy bà ấy rõ nhất thầy ạ. À. Lần trước bà ấy đã từng dụ con đi ra ngoài cái ngôi mộ ngoài sao thầy ạ. À. Vậy bây giờ con có một cái kế hoạch như thế này, con muốn nói cho thầy nghe. Nếu như được thì con rất mong thầy đồng ý cho con làm. Còn nếu như không được thì con mong thầy cho con ý kiến nha thầy. Đầu tiên, có một điều này mình không được lợi thế cho lắm, là mình chưa biết được âm khí của bà ấy. Vì cứ mỗi lần bà ấy xuất hiện là bà ấy đều giấu đi cái âm khí của mình. Cũng như lần trước khi mà bà ấy xuất hiện ở ngay cái cửa bếp là con hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một nguồn âm khí nào từ bà ấy luôn thầy ạ. À. Do bà ấy giấu âm khí kỹ tới như vậy, lần trước con cũng nhờ ông Tý giúp đỡ con để tìm bà ấy. Nhưng do bà ấy biết giấu âm khí cho nên ông Tý không kiếm được thầy ạ. À. Lần vừa rồi cũng vậy, con không cảm nhận được gì luôn. Đó là một điểm bất lợi cho mình. Nhưng có một điểm lợi thế cho mình là ở chỗ này. Cứ mỗi lần mà con chuẩn bị làm gì tới cái căn phòng đó, cái căn phòng ở bên trong ngôi mộ đó thầy, thì bà ấy đều xuất hiện. Thì bây giờ con cũng sẽ làm lại một lần nữa để dụ bà ấy xuất hiện. Nhưng đề phòng cái chuyện giống như lần trước, nếu như bản thể của con ở ngay chỗ đó và dụ bà ấy, khi bà ấy xuất hiện, bà ấy sẽ dùng cái gì đó để mà điều khiển tâm trí còn tiếp tục nữa. Cho nên con sẽ thực hiện tách hồn. Con sẽ ở bên sảnh hoặc là ở bên chánh điện. Con sẽ thực hiện tách hồn. Con sẽ dùng cái phần hồn tách của con đi qua ngoài sau bếp ở ngay cái cửa đó và sẽ tỏa cái dương khí của con ra để cho bà ấy biết là con đang hiện diện ở đó
và con đang chuẩn bị làm một điều gì đó, bà ấy sẽ xuất hiện. Còn về phần bản thể của con sẽ đeo phù ẩn thân. Con sẽ đeo phù ẩn thân vào. Thì những điều con nói, những điều con làm, bà ấy sẽ không nhìn thấy được. Bà ấy sẽ ngỡ cái phần hồn tách đó chính là con. Bà ấy sẽ xuất hiện ở đó. Và thầy sẽ xuất hiện ngay lúc đó để mà có thể bắt bà ấy lại. Và sau đó cả con và thầy, chúng ta sẽ hỏi bà ấy xem là mục đích của bà ấy đang làm là gì. Thì thầy thấy như thế nào thầy? Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng có một điều này con không biết là phải chọn lựa như thế nào. Thầy nghĩ là con nên ngồi ở bên chánh điện hay là con ngồi ở bên sảnh này? Vì nếu như con ngồi ở chánh điện, con thấy hầu như cái đường đó là cái đường bà đi ra đi vào. Con lại sợ là con ngồi ở ngay cái đường đi của bà thì lỡ như có chuyện gì cũng rắc rối thầy ạ. Thầy nghĩ là ngay bây giờ con nên ngồi ở đâu để thực hiện nhử mồi ở đây thầy? Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy bây giờ con sẽ đi chuẩn bị đây. Khi bà ấy xuất hiện, thầy hãy xuất hiện và bắt bà ấy lại nhé. Dạ, con chào thầy ạ. Và đó chính là kế hoạch của mình mọi người. Ở bên trong am thờ này có kết giới của thầy Hùng, cho nên những điều mình nói bà ấy sẽ không nghe được đâu mọi người ạ. Và thầy Hùng cũng đã đồng ý với kế sách của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào việc thôi nhé mọi người. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương và thực hiện nghi thức tách hồn nhé mọi người. Ở bên trong mình cũng đã có đặt camera hồng ngoại ở phía sau bếp mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện vào nghi thức nhé mọi người. Hiện tại mình đang đeo bộ ẩn thân. Mình đang đeo bộ ẩn thân bên trong người, cho nên những hành động của mình ở đây, những lời nói của mình ở đây thì bà ấy sẽ không thể nào thấy hoặc là có thể nghe được những điều mình nói mọi người. Mình bắt đầu mọi người nhé. Lúc nãy mình định thực hiện ở bên chánh điện mọi người. Vì ở bên chánh điện mình sẽ có được tầm nhìn để nhìn ra ngoài sau bếp. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, bà ấy toàn là xuất hiện ở phía bên đó. Nếu như bây giờ mình qua bên đó để ngồi thực hiện ngay cái đường đi của bà, thì có thể bộ ẩn thân nó sẽ làm cho bà ấy không thấy, không nghe được mình. Nhưng mà mình ngồi ngay cái đường đi của bà thì mình sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cái đèn loli sao nó nhỏ vậy mà. Mở lên chút. Mình bắt đầu nhé mọi người. Oh my.
Mình cũng đã vẽ linh phù để kích hoạt cho nghi thức rồi mọi người. Sao mình cảm thấy lạnh lạnh ớn ớn sao á mọi người ạ? Mình sẽ làm lại một lần nữa nha mọi người nha. Mình cũng đã làm phép đèn lưu ly rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ thực hiện mở con mắt âm dương nha mọi người nha. Sao mình cứ có cảm giác sao sao quá ta? Mặc dù là mình đang đeo bộ ẩn thân rồi mọi người, nhưng mà bây giờ nếu như mình khóa kết giới ở đây lại thì cái phần hồn tách của mình sẽ không thể nào đi ra khỏi kết giới được. Và nếu như mình đợi cái phần hồn tách đi ra khỏi đây rồi mình khóa kết giới lại thì mình sẽ không thể nào chuyển tâm thực với cái phần hồn tách ở bên trong bếp được mọi người. Khó ghê ta. Mình sẽ mở mắt âm dương nha mọi người nha. Mình cũng đã mở con mắt âm dương rồi mọi người. Kế hoạch của mình như thế nào thì lúc nãy ở bên trong am thờ mọi người cũng nắm được rồi, có đúng không mọi người? Mình cũng đã dặn thầy hồn về cái chuyện là nếu như bà ấy xuất hiện thì thầy hồn sẽ xuất hiện để bắt bà ấy rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện tách hồn nha mọi người. Mình cũng đã tách được cái phần hồn của mình ra rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển tâm thực để đưa cái phần hồn tách của mình đi vào bên trong bếp nha. Mình cũng đã mở cửa sẵn rồi.
Mọi người có nghe tiếng của cái con gì nó kêu không? Mình cũng đã chuyển tâm thức và di chuyển cái phần hồn tách của mình vào bên trong bếp rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển tâm thức một lần nữa để điều khiển cái phần hồn tách tỏa ra dương khí để dụ bà ấy tới nha mọi người. Có chuyện gì vậy thầy ơi? Vậy bây giờ mình nên làm gì bây giờ thầy? Không bao giờ để cho bà ấy cứ làm như vậy được, cứ làm như vậy hoài được thầy ạ. Trời ơi, thì ra bà ấy muốn phá hủy kim ấn của con. Dạ thầy, con cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho con. Sao tay của con dở dở lên không được vậy ta? Con chào thầy. Tự nhiên mình cảm nhận thấy linh khí của mình chạy loạn hết mọi người ạ. Ok mọi người, mình sẽ tìm cách để khắc phục cái cơ thể của mình trước đã mọi người. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người sau nha.
Linh hồn của bà này không phải là một linh hồn bình thường rồi mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.